Bà Tuyết ơi! Bà Tuyết ơi! Bà Tuyết! Bà Tuyết ơi! Mấy anh có thấy bà Tuyết đâu không? Không anh ơi. Không thấy à? Bà Tuyết ơi! Cô đi đâu cô? Cô đi vào cô tìm bà Tuyết. Bà Tuyết ở đây nhưng mà cô phải mặc đồ bảo hộ mới được vào trong đây. Bây giờ thế mày dẫn cô đi mặc đồ bảo hộ thế nào? Đi 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 đi. Bà Tuyết! Gì đây? Không nhận ra tôi à? Nhưng mà có chuyện gì? Mày này! Gân đóng đánh má hồng đây! À đúng rồi! Gân đóng đánh má hồng! Tuyết đã tình hàng ngàn anh theo đuổi đây! Trời đúng rồi! Anh người quen! Lâu lắm đi chồng à! Ôi trời ơi! Thế dạo này cô nói xấu chồng trên mạng được không? Không! Tôi với bà ngày xưa còn hay nói xấu chồng trên mạng chứ bây giờ là tôi cay rồi! Mà công nhận nhá! Hai quả nickname của bà với tôi là bị đẳng cấp luôn! Gân đóng đánh má hồng! Tuyết đa tình hàng nghìn anh theo đuổi đây! Nhưng mà cái tên bà không ai bằng tên tôi được! Hay hơn! Tên tôi hay hơn! Tên tôi hay hơn! Ơ nhưng mà bà làm công nhân ở đây à? Tùy giỏi làm ở đây làm gì cho nó vất vả ra! Ra ngoài đi nhặt đồng nát với tôi! Ngày kiếm 100-200 ngon đó! Đâu? Nhìn đây này! Ăn cùng bà Tuyết! Nhà máy của tôi! Không tin! Cái loại như Tuyết! Không tin cái gì? Tôi dẫn cô đi tham quan vào! Đi! Trời ơi! Đúng là nhà máy của bà Tuyết thật! Cái này là dây chuyền sản xuất ra cái món đùi gà tê cay mà mấy bạn hay đặt trên mạng ăn ấy. Nhìn cái cách làm đúng là sạch sẽ và rất là chuyên nghiệp. Và sau khi qua 7-7-46 bước thì cuối cùng cũng ra được cái thành quả rồi đấy cả nhà này. Nhìn ngon mắt nhé. Phải sao đồ ăn vặt có bà này bán được nhiều với lại trên mạng hot thế. Đúng là ăn vặt thì phải ăn cùng bà Tuyết. Cô có biết cái bộ máy này bao nhiêu tiền không? Bao tiền? 3 tỏi 2 tỏi thôi. Mấy cái máy này á, thường xương 2 tỏi thôi. Bây giờ ấy bà cứ khoe tiền tỷ với tôi làm cái gì? Như tôi nhà đồng nát nha, mấy cái này á, như nó chất bụi tôi chả có cái gì. Bình thường, nói cho bà nghe. Cái loại không có, nghe năng tức hở. Cái loại xỉ mặt nha, cái loại khoe khoang. Tưởng có cái nhà máy mấy tỷ mà quách à, tưởng có này cần à. Mày ra làm gì mà nó giàu thế nhỉ? Là cái con đấy kia.